niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con trong Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát bao đôi đường, để tìm lại những tình thương quá khứ heo hắt sâu trong lòng, cho cuốn đi những sâu vương. Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường. Tại đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Lên